ngày mai Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế cho biết vào ngày mai, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, sau đó chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn quốc. Sáng ngày 13 tháng 4, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, lô vaccine đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên đã về đến Việt Nam. Vaccine đang được kiểm định chất lượng, dự kiến ngày hôm nay sẽ có giấy xuất xưởng. Trong chiều tối nay, vaccine sẽ vận chuyển tới Quảng Ninh để tiêm cho trẻ em vào ngày 14 tháng 4. Do phải vận chuyển nên phải sang tuần sau, các địa phương sẽ triển khai tiêm đồng loạt. Đây là lô vaccine Moderna do phía Úc hỗ trợ. Vaccine này sẽ được tiêm trước cho trẻ em từ lớp 6, sau đó đến các nhóm tuổi nhỏ hơn. Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể cho từng lô vaccine và triển khai cho nhóm tuổi nào. Trước khi đưa con đi tiêm, cha mẹ còn phải theo dõi sức khỏe của trẻ, ăn uống, ngủ, sinh hoạt có bình thường hay không, đặc biệt là trẻ từ 5 đến 6 tuổi, trẻ có biểu hiện viêm long đường hô hấp hay là bất thường gì về sức khỏe hay không. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức nhiều đợt tiêm chủng theo các tháng tiêm bổ sung, tiêm vét. Vì thế, khi trẻ chưa thực sự khỏe mạnh thì cha mẹ hãy đợi khoan hãy đưa cho con đi tiêm. Cha mẹ cũng cần chia sẻ với cán bộ y tế khám sàng lọc về tiền sử bệnh tật, dị ứng, có bệnh mãn tính hay không, để có chỉ định và hướng dẫn cụ thể cần thiết khi chuyển trẻ đến tiêm tại bệnh viện. Trong quá trình tiêm, cha mẹ cũng lưu ý tương tác với các bộ tiêm để biết con mình tiêm vaccine gì và có thể có phản ứng gì. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.